Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Bích Châu xin thân ái kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thánh Ca và Đời Sống do Tin Vui Media thực hiện. Kính thưa quý vị, vào Chủ nhật tuần này tại Hoa Kỳ, mọi người mừng lễ Father's Day, tức là một ngày lễ dành cho người cha. Nhân dịp này, Thánh Ca và Đời Sống xin dành trọn chương trình ngày hôm nay cho những tâm tình về người cha, của người cha, và đặc biệt là một bài hát về cha. Đó là bài Tình Cha, một sáng tác của Meiser, Kim Loan. Và trước hết, chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của người cha và người con trong một gia đình tại Ca Đơn trong ngày lễ hôn phối của anh. Là người hồi trước là đạo, cũng không có đạo, thế thờ ông bà thôi. Về sau tôi đi thấy người Công giáo đi lễ này kia, bắt đầu tôi rất thích. Bắt đầu tôi đi vô đạo, tôi theo đạo. Tôi có ba thằng con trai, bữa nay tôi làm hôn phối cho thằng đầu, thằng mà tôi rất thích. Con tôi ba thằng, thằng nào cũng có tâm tình với bố. Đứa nào cũng rất thích bố. Hôm nay làm hôn phối cho nó, tâm hồn tôi rất thích và rất vui mừng. Vì mình đã có con lớn và đi lấy gả vợ cho nó, nên tâm tình của tôi rất là sung sướng vì con tôi nó đã trưởng thành. Mà tôi cũng lúc nào cũng nói con tôi là bây giờ con phải lúc nào con phải nghe lời bố mẹ, đi lên nhà thờ cầu nguyện với vợ con, rồi bữa sau mà nó về là con phải nhớ nhắc nó đi lễ này kia. Rồi coi như là việc của con là con vẫn cứ làm, con theo đức mẹ, con làm bên đức mẹ thì con vẫn cứ theo, không có bỏ cái gì hết. Mà tôi cũng nói với nó là bất cứ hồi trước làm cái gì là bây giờ làm cái đấy, không có bỏ một cái gì. Mà sáng nào bây giờ có vợ rồi là sáng nào cũng phải đi lễ cho nó, không có được lười nữa như trước nữa. Là tôi cũng nói nó vậy, nó cũng đồng ý. Nên tôi tâm tình của tôi rất là sung sướng vì bữa nay là cũng lo được cho nó, mà tâm hồn thì vẫn cũng có một suy nghĩ là sẽ không biết cái đám cưới của con mình nó đến đâu. Thì nhưng mà mình nghĩ đi là Chúa cũng lo hết, mình làm việc Chúa lo hết cho mình, thấy cũng cái gì nó cũng ổn hết. Trong ngày hôm nay thì là ngày cưới của em thì em xin rất tạ ơn Chúa vì đã ban cho em một người bố, một gia đình thật là hạnh phúc và bình an. Em hứa sẽ tạo cho mình cũng được một gia đình như vậy. Cảm ơn bố trong thời gian vừa qua đã đồng hành với con. Có những con cũng xin lỗi bố những điều con còn thiếu sót thì làm bố buồn, thì xin lỗi bố và xin bố hãy tiếp tục đồng hành với con, cầu nguyện cho con trong thời gian sắp tới. Quý vị có nhận thấy trong tình yêu của người cha dành cho người con và người con dành cho người cha đều có hiện diện của hình ảnh và tình yêu của Thiên Chúa và Đức Mẹ trong đó hay không? Đó là một điều thật tuyệt vời. Và Tin Vui Media cũng rất may mắn khi nhận được chia sẻ của một người hạnh phúc khi được trở thành một người cha. Và anh hạnh phúc ngay cả những lúc anh gặp khó khăn trên con đường với vai trò làm người cha của mình. Khi được làm ba thì rất là vui vô cùng. Tức là mình thấy ở trên đời mình sống thì mình có một đứa con, những đứa con đấy, thì mình thấy rất là hạnh phúc. Tức là những đứa con nó nối dõi tông đường của mình, rồi nó là một cũng là người bạn thôi. Sau này nó lớn lên ấy, thì mình sẽ nương nhờ bố con mình, cho nên mình rất là thích những đứa con, rất là quý những đứa con và rất là hạnh phúc. Bố mẹ thì ai cũng thương con hết, nhưng mà đôi lúc thì con cái nó gần gũi hơn mẹ một chút thì mình cũng thấy hơi buồn một chút, nhưng mà không sao hết, vì thường là mẹ thì bao giờ cũng gần gũi hơn con cái, hơn người bố,
người bố, nhiều lúc người đàn ông thì nhiều lúc tự những cái chuyện trò, những cái chuyện tâm lý, nhiều lúc người bố không gần gũi lắm, cho nên người mẹ thì gần gũi người mẹ hơn một chút thì cũng không sao. Như tất cả chúng ta đều biết là các cô gái trong gia đình luôn luôn và hầu như sẽ thân với bố và cha của mình hơn. Cũng như vậy, ca sĩ Tuyết Mai, người sẽ gửi đến tiếng hát của cô cho chúng ta qua bài hát tình trạng ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô là một cô gái rất thân và gần với bố của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của cô cũng như tiếng hát của cô qua bài hát Trình Tra ngay sau đây. Bố là người dạy cho Tuyết Mai đánh đàn và hát từ còn rất là nhỏ. Nên hai bố con rất là thân thiết với nhau. Và khi mà được Sơ Kim Loan chọn hát ca khúc này, Tuyết Mai cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy mình rất là dạt dào cảm xúc khi thể hiện nó. Xin được kính chúc bố của Mai những điều tốt đẹp nhất. Con luôn yêu bố rất nhiều. Và xin được chúc cho những người cha trên toàn thế giới, trên khắp mọi nơi luôn thật là nhiều sức khỏe. Trời cao, con
con biết làm sao đền đáp tình cha. Sâu tình cha yêu nguyện hằng luôn đáp quý vị vừa lắng nghe bài hát Tình Cha, một sáng tác của Sơ Kim Loan qua tiếng hát của ca sĩ Tuyết Mai. Hy vọng rằng bài hát vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút lắng nghe lòng mình để nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh và những bài học mà người cha đã gửi tặng cho mình trong suốt những thời gian vừa qua, để chúng ta tiếp tục vững bước trong cuộc đời của mình trong hình ảnh mà người cha vẫn hằng mong ước cho chúng ta. Và Tin Vui Media xin kính chúc tất cả những người cha trên thế giới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống hàng ngày, để luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, đức tin cho gia đình và người thân yêu. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.